Rồi, thực hiện hai thí nghiệm cuối cùng, một lượng xa CO3 với vị HCl dư có nồng độ khác nhau thì thể tích khí CO2 thoát ra được ghi lại đồ thị như thế này. Rồi các con, tôi vẽ minh họa nha. Đây chính là V CO2 thoát ra theo trục tung. Còn đây chính là thời gian phản ứng từ trái sang phải, đúng không? Tính là trục hoành. Rồi người ta vẽ mô hình đồ thị. Tôi vẽ một cái tương đối nha. Tôi vẽ màu xanh với màu đen đi. Màu xanh nè. Là màu đen là đồ thị kia. Nó trùng lên nhau chỗ này nha. Rồi ok ha. Vậy lúc này á, đồ thị số 1 và dưới này đồ thị số 2. Thì đây hỏi chúng ta là phương nào để dùng HCl với nồng độ cao hơn. Thì chúng ta nhìn thấy ấy, trên cùng cái đơn vị thời gian, khi chúng ta đo cùng cái đơn vị thời gian như vậy này ha. Thì lúc này các bạn nhìn thấy là ở đồ thị số 1 á, lượng CO2 tạo ra nó sẽ đâu đó nó sẽ nhiều hơn. À, ok ha. Rồi luôn, xóa điện xóa chưa? Và chúng ta cẩn thận để xem. Thì tôi vẽ lại. Rồi, màu đen. Ở ngay tại chỗ này, đúng giờ là VCO2 thoát ra trong cùng đơn vị thời gian của đô thị số 1. Tương tự VCO2 thoát ra của đô thị số 2. Nằm chỗ này. Đúng chưa? Thì các con nhìn thấy là VCO2 của đồ thị số 1 nó cao hơn là VCO2 của đồ thị số 2. Đúng chưa? Vậy lúc này trong cùng một cái đơn vị, trong cùng một cái khoảng thời gian á, trong cùng một cái thời gian thì này lượng CO2 được tạo ra từ đồ thị số 1 sẽ nhiều hơn. Hay là mình nói là nó sẽ nhanh hơn ấy, tức là tử số nó tăng. Cái VCO2 tạo ra nhiều hơn, tức là trong công thức V trung bình bằng gì? Bằng cái nồng độ của CO2 chia cho thời gian. Thì lúc này các bạn thấy tử nó tăng rồi, dịp này V nó cũng tăng. Vậy là tốc độ phản ứng của đồ thị số 1 nó sẽ cao hơn tốc độ phản ứng của đồ thị số 2. Thì dẫn đến là gì? HCl dùng nồng độ cao hơn thì tất nhiên tương ứng với nó chính là nồng độ của HCl cao hơn ở nồng độ ở cái đồ thị số 1. Đúng không? Ở đồ thị số 1, tại vì khi nồng độ các bạn gia tăng nồng độ, gia tăng CM của HCl thì lúc này cái thời gian, cái tốc độ phản ứng nó cũng tăng lên theo. Vì rõ ràng là khi nồng độ tăng thì tốc độ phản ứng tăng. Đấy, chúng ta đã học cái này rồi, mọi thứ khác đều giống hệt nhau, chúng ta cô lập mọi thứ. Giờ thí nghiệm cùng dùng cùng lượng size CO3 này, đo cùng một khoảng thời gian chẳng hạn, thì lúc này chúng ta sẽ có được những thứ này VCO2 thật ra nhiều hơn. Rồi vậy thôi ha. Các bạn có gì không rõ thì chúng ta bình luận bên dưới để tôi nói rõ hơn về chỗ này. Rồi ha. Nói tóm lại là đồ thị số 1 nó sẽ dùng HCl với nồng độ cao hơn đồ thị số 2. Rồi ha, có gì không rõ thì bình luận.